Thế chiến thứ ba bắt đầu, cảnh báo nghiêm trọng từ cựu tướng Ukraine. Tổng thống Donald Trump chọn Bam Bondi cho vị trí tổng trưởng lý, bước đi chiến lược trước sóng gió chính trường. Tim Scott khẳng định tổng thống Donald Trump toàn tâm toàn lực giúp đảng Cộng hòa bảo vệ đa số thượng diện. Kính thưa quý vị, trong một tuyên bố chấn động gần đây, cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định Thế chiến thứ ba đã bắt đầu. Tuyên bố này gây rúng động dư luận khi căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang dưới sự tham gia của nhiều bên quốc tế, bao gồm Nga, Iran và Triều Tiên. Căng thẳng gia tăng đáng kể sau khi Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa ATACMS nhắm vào Nga. Ngay lập tức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp trả bằng việc thử nghiệm một loại hỏa tiễn tầm trung mới. Theo nguồn tin từ quân đội Nga, loại hỏa tiễn này có tốc độ lên tới 4 km trên giây vượt qua khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không hiện nay tướng jack king một cựu sĩ quan bốn sao của quân đội mỹ nhận định putin đang sử dụng chiến thuật tâm lý chiến một cách tinh vi để gây áp lực lên chính quyền mỹ và châu âu ông cũng nhấn mạnh rằng nga đang cố gắng ngăn chặn việc ukraine sử dụng atacms vũ khí có khả năng làm thay đổi đáng kể cục diện chính trường theo báo cáo từ cựu tướng ukraine lính triều tiên đã xuất hiện trên chiến trường ukraine trong khi Iran tiếp tục cung cấp các máy bay không người lái SES để tấn công vào dân thường. Ông đặt câu hỏi, Ukraine giờ đây đối mặt với quá nhiều kẻ thù. Nếu không gọi đây là thế chiến thứ ba, thì còn gọi là gì? Từ quan điểm của ông, không chỉ Nga mà các đồng minh như Iran và Triều Tiên đang tham gia tích cực vào cuộc xung đột, biến đây thành một cuộc chiến quy mô toàn cầu các chuyên gia cũng chỉ ra rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên trong những năm gần đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi mục tiêu của họ là thay đổi vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và các quốc gia dân chủ. Cơ quan tình báo Đức gần đây tiết lộ rằng Nga có ý định mở tấn công vào châu Âu sau khi kết thúc chiến dịch ở Ukraine. Thông tin này đã khiến các quốc gia châu Âu tăng cao cảnh giác. Tướng Sasin nhận xét: "Nga dù chưa đủ năng lực quân sự nhưng tham vọng của họ rất rõ ràng." bên cạnh đó tại khu vực trung đông iran một đồng minh quan trọng của nga đang tăng cường hỗ trợ quân sự và khởi đầu các cuộc xung đột mới làm phức tạp tình hình quốc tế ngoài châu âu và trung đông khu vực ấn độ dương thái bình dương cũng đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh khi trung quốc gia tăng các động thái đe dọa đài loan và các nước láng giềng tướng kin cho rằng thế giới đang bước vào kỷ nguyên tiền chiến tranh với những mối đe dọa trên nhiều mặt trận tướng ken nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ có vai trò quyết định trong việc làm dịu hoặc kích hoạt thêm căng thẳng. Tuy nhiên, những quyết sách chậm trễ trong việc hỗ trợ Ukraine của nước Mỹ trước đây đã kéo dài cuộc chiến và khiến tình hình thêm phức tạp. Ông cũng dự đoán rằng các động thái tương lai của chính quyền Mỹ, đặc biệt sau các cuộc bầu cử, sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện thế giới. Trong bối cảnh xung đột đang lan rộng, những tuyên bố như Thế chiến thứ ba đã bắt đầu không chỉ là lời cảnh báo mà còn là thực tế đáng suy ngẫm khi Nga, Iran, Triều Tiên và Trung Quốc đang phối hợp chặt chẽ để thách thức trật tự thế giới hiện tại. Câu hỏi đặt ra là liệu các nước phương Tây có thể đứng dẫn trước mối đe dọa ngày càng gia tăng hay không? Các chuyên gia dự đoán, nếu tình hình không được kiểm soát, thế giới có thể chứng kiến thêm nhiều khu vực rơi vào dòng xoáy chiến tranh trong những năm tới. Tổng thống Donald Trump chọn Bam Bondi cho vị trí tổng trưởng lý, bước đi chiến lược trước sóng gió chính trường. Quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump vừa gây chú ý khi bổ nhiệm Pam Bondi, cựu tổng trưởng lý bang Florida, làm ứng viên tổng trưởng lý Mỹ. Quyết định này đến ngay sau khi nghị sĩ Max Gates rút lui, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của chính quyền Trump. Pam Bondi là một cái tên không xa lạ trong giới pháp lý và chính trị Mỹ. Bà từng giữ chức tổng trưởng lý bang Florida từ năm 2011 đến 2019, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vai trò này trong lịch sử bang. Trước đó, bà có 18 năm kinh nghiệm làm công tố viên với thành tích nổi bật trong các vụ kiện liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, chống độc quyền và truy tố các hành vi gian lận. Trong thời gian giữ chức tổng trưởng lý, Pondy đã lãnh đạo những chiến dịch quan trọng chống lại khủng hoảng opioid và buôn người. Đặc biệt, bà đã thu hồi hơn 1 tỷ đô la trong các vụ kiện liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xử lý gian lận. Điều này chứng tỏ năng lực pháp lý vững chắc và khả năng lãnh đạo vượt trội của bà Tổng thống Trump ca ngợi Bondi là một người phụ nữ thông minh, cứng rắn và tận tâm với nước Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng bà sẽ giúp tái định hướng Bộ Tư pháp Mỹ DOJ trở lại mục tiêu chính là chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia. Quyết định bổ nhiệm Bondi còn mang ý nghĩa chiến lược khi bà là một đồng minh lâu năm và trung thành của Trump. Nhiều nhà quan sát cho rằng Bondi là sự lựa chọn hợp lý để cải tổ Bộ Tư pháp nơi mà Trump cho rằng đã bị vũ khí hóa để chống lại ông. Matt Gaetz, một nghị sĩ nổi tiếng với sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Donald Trump, đã rút lui khỏi vị trí ứng viên tổng chưởng lý. Theo các nguồn tin, Trump thẳng thắn nói với Gaetz rằng ông không đủ số phiếu ủng hộ để được thường diện xác nhận. Dù vậy, Gaetz không giấu sự ủng hộ đối với Bondi, ca ngợi bà là một lãnh đạo truyền cảm hứng và có kinh nghiệm pháp lý đáng nể. Không chỉ dừng lại ở vị trí tổng chưởng lý, Trump đang thực hiện nhiều thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của mình. Các vị trí như Bộ trưởng Lao động. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang cũng đang được tái cơ cấu. Giới chuyên gia nhận định việc bổ nhiệm Pam Pondy là một quyết định mang tính chiến lược cao. Pondy không chỉ có kinh nghiệm thực tế mà còn thể hiện sự cứng rắn trong các vấn đề pháp lý như chống buôn người, buôn lậu ma túy và cuộc khủng hoảng opioid, những vấn đề nhức nhối tại Mỹ. Một số ý kiến cho rằng Bondi sẽ làm việc hiệu quả cùng với các chuyên gia như Tom Holman, người có kinh nghiệm đối phó với các chính sách hạn chế nhập cư của các bang xanh. Caroline Downey, một nhà phân tích chính trị nhận xét rằng, Bondi là người phù hợp để cải tổ Bộ Tư pháp và khôi phục công lý. Việc bổ nhiệm Bondi còn mang thông điệp chính trị mạnh mẽ từ tổng thống Trump. Đầu tiên, đây là nỗ lực để khẳng định vị thế của ông trước các cáo buộc và áp lực từ phe đối lập. Thứ hai, nó củng cố lòng tin của các cử tri trung thành với Trump rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh vì nước Mỹ trên hết. Ngoài ra, Bondi là người phụ nữ 8 năm trước được Trump đề cử vào các vị trí lãnh đạo trong nội các, phản ánh nỗ lực của ông trong việc đa dạng hóa đội ngũ lãnh đạo. Nếu được thượng diện xác nhận, Bondi sẽ chính thức đối mặt với nhiều thách thức, từ cải tổ nội bộ Bộ Tư pháp đến đối phó với các cuộc điều tra liên quan đến chính quyền Trump. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh đã được chứng minh, bà được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực và thúc đẩy Bộ Tư pháp công bằng, minh bạch hơn. Tim Scott khẳng định Tổng thống Donald Trump toàn tâm toàn lực giúp đảng Cộng hòa bảo vệ đa số thường diện. Kính thưa quý khán thính giả, đảng Cộng hòa chuẩn bị nắm quyền kiểm soát thường diện với tỷ lệ 53 trên 47 phiếu khi quốc hội mới triệu tập vào tháng 1 tới. Thượng nghị sĩ Tim Scott, người vừa được bầu làm chủ tịch Ủy ban vận động Thường diện quốc gia của đảng Cộng hòa, khẳng định rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và mở rộng đa số này. Scott, đại diện bang South Carolina, đã gặp Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida để thảo luận chiến lược. Sau buổi họp, Scott chia sẻ trên mạng xã hội, vừa có buổi gặp tuyệt vời với Tổng thống Trump, ông ấy hoàn toàn ủng hộ việc giữ vững đa số Cộng hòa trong suốt nhiệm kỳ của mình và tạo ra một thế hệ cơ hội mới. Trump cũng ca ngợi Scott là một đồng minh quan trọng và là một người có khả năng lãnh đạo để định hình tương lai chính trị của đảng Cộng hòa sau khi giành lại thượng diện bằng cách lật đổ bốn ghế của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vừa qua. Scott tuyên bố mục tiêu của mình là bảo vệ những ghế hiện có và mở rộng bản đồ chiến thắng. Các bang chiến trường như Georgia, Michigan và New Hampshire sẽ là trọng tâm trong chiến lược của đảng Cộng Hòa. Scott nhấn mạnh, chúng ta cần Tổng thống Trump tham gia sâu vào các chiến dịch vận động bầu cử ở Thượng viện năm 2026. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày ông ấy cần tổ chức quyên góp và giao tiếp với cử tri, bởi đây là đảng của ông ấy và chúng ta cần mở rộng phong trào này. Trong bối cảnh bản đồ thượng diện năm 2026 không thuận lợi như năm 2024, đảng Cộng hòa vẫn có cơ hội lật ngược các ghế của đảng Dân Chủ tại các bang như Georgia và Michigan, nơi Trump dự giành chiến thắng. Ngoài ra, các bang như New Hampshire, Virginia, New Mexico và Minnesota cũng nằm trong tầm ngắm Tuy nhiên, đảng Cộng hòa sẽ phải bảo vệ những ghế khó giữ, như trường hợp của Thượng nghị sĩ Susan Collins tại Maine, một bang xanh truyền thống, Thượng nghị sĩ Tom Tillis tại North Carolina, một bang chiến trường mà Trump thắng xích sao. Scott tự tin rằng, nếu Susan Collins tiếp tục tranh cử, chúng ta có cơ hội lớn để thắng. Lần trước, bà ấy đã thắng với cách biệt đáng kể, và lần này tôi tin rằng bà ấy sẽ làm được điều đó một lần nữa. Scott nhấn mạnh vai trò của Trump không chỉ ở vị trí cá nhân mà còn trong việc thúc đẩy phong trào của đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng sự hiện diện của Trump trên chiến trường chính trị sẽ là yếu tố quyết định để duy trì động lực cho đảng và tạo cơ hội lật đổ các ghế của đảng Dân Chủ. Donald Trump cũng được xem là nhân tố quan trọng trong việc thu hút tài trợ và tạo ảnh hưởng lớn tại các sự kiện vận động. Với Scott, việc có Trump làm hai công việc toàn thời gian, vừa là tổng thống, vừa là nhà vận động bầu cử sẽ giúp đảng Cộng Hòa đạt được mục tiêu. Trong khi đảng Cộng Hòa tập trung vào chiến lược bảo vệ và mở rộng đa số, đảng Dân Chủ cũng đang lên kế hoạch lấy lại ghế đa số tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand của New York dự kiến sẽ trở thành chủ tịch ủy ban vận động Thượng viện của đảng Dân Chủ. David Burstein, giám đốc truyền thông của DSCC, tự tin rằng đảng Dân Chủ đang ở vị thế mạnh nhất để giành lại đa số. Ông nhấn mạnh rằng, Chúng tôi đã làm nên lịch sử khi chiến thắng ở các bang mà Trump thắng. Điều này giúp chúng tôi ở vị trí tốt nhất để lấy lại đa số vào năm 2026. Scott không chỉ đặt mục tiêu giữ 53 ghế hiện tại mà còn hướng đến việc mở rộng lên 55 ghế hoặc thậm chí cao hơn. Ông nói đùa rằng nếu tùy thuộc vào tôi, chúng ta sẽ có 100 ghế. Tuy nhiên, Scott nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng hòa ông cho rằng cần có các cuộc trò chuyện gia đình để thống nhất chiến lược đặc biệt trong các cuộc bầu cử sơ bộ